Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ, hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 12, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 28 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 3 ngày, cho ý kiến về 19 nội dung, tập trung vào 5 nhóm vấn đề. Nhóm vấn đề thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Thưa quý vị, với chủ đề chắp cánh ước mơ cho tương lai bền vững, học bổng SCG Challenger Dream 2023 sẽ trao học bổng tặng 100 học sinh với mức hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi trường hợp và 100 sinh viên với mức hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi trường hợp. Tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương phối hợp tập đoàn SCG tổ chức chương trình trao học bổng tặng học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn SCG Challenger Dream 2023. Thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB giữ nguyên tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 ở mức 6%, trong khi tăng trưởng năm 2023 dự báo đạt 5,2%. ADB công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á, EDU tháng 12 năm 2023. Theo đó, tăng trưởng của Việt Nam được dự báo duy trì ở mức 6,0% trong năm 2024, giữ nguyên so với số liệu dự báo được ADB công bố trước đó, vào cuối tháng 9 vừa qua. Trong khi đó, tăng trưởng năm 2023 dự báo đạt 5,2%. So với mức dự báo trước đó là 5,8%. Theo ADB, sự phục hồi dự kiến yếu hơn của nhu cầu bên ngoài tiếp tục cản trở tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ, làm chậm quá trình phục hồi việc làm và tiêu dùng trong nước. Thưa quý vị, Viettel đề nghị CEO Nvidia hợp tác làm siêu máy tính 1.000 GPU, trong khi Jensen Huang ủng hộ việc xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn tại Việt Nam. Trong buổi làm việc ngày 11 tháng 12 và vừa được công bố, Viettel đề nghị Nvidia hãng thiết kế chip lớn nhất thế giới hợp tác trong hai trụ cột của công nghệ AI, gồm hạ tầng siêu máy tính và đào tạo nhân lực. Tiếp tục chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy kim ngạch thương mại với Việt Nam duy trì tăng trưởng tốt trong bối cảnh trao đổi thương mại với các đối tác tăng trưởng thấp hoặc giảm so cùng kỳ năm ngoái. Số liệu thống kê mới nhất do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 đạt 1.450 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,6% so cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 25% trong thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc Việt Nam trong tháng 11 năm 2023 đạt 161,92 tỷ nhân dân tệ, tăng tới 12,5% so cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch theo tháng đạt mức cao kỷ lục. Thưa quý vị, giáo sĩ Do Thái Mendel Moscowitz rời Ukraine tới Israel năm ngoái để tránh chiến sự, nhưng không ngờ có ngày phải chạy nạn lần hai. Sau khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, gia đình 5 người của giáo sĩ Do Thái Mendel Moscowitz di cư từ Kharkiv, đông bắc Ukraine, tới nhà họ hàng ở miền nam Israel để bắt đầu cuộc sống mới. Suốt 5 năm qua, cô Phạm Thanh Huyền đã bỏ nhiều công sức để tìm hiểu và kết nối với các mạnh thường quân với những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Trong hành trình đó, cô đã bén duyên với các em nhỏ Mường Lát và kết nối với nhiều tổ chức, thực hiện dự án cùng nhau nuôi em Mường Lát, giúp em nhỏ có các bữa ăn chất lượng tại trường học. Cô Phạm Thanh Huyền là người dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Ngọc Lặc, Thanh Hóa nên từ nhỏ cô đã thấu hiểu được những khó khăn, thiệt thòi và thiếu thốn của một đứa trẻ lớn lên ở vùng cao. Nói về cơ duyên đến với dự án cùng nhau nuôi em Mường Lát của mình, cô Phạm Thanh Huyền chia sẻ ý tưởng bắt đầu từ kiện đau buồn vào năm 2018, khi huyện Mường Lát xảy ra trận lũ lụt lịch sử làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Khi đó cuộc sống của bà con dường như rơi vào bế tắc, thiếu thốn trăm bề. Nhiều đoàn thiện nguyện và các tổ chức xã hội đã tìm về để chia sẻ khó khăn với bà con Mường Lát. Giữa trời đông giá rét, người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả sau cơn lũ, cảnh vật hoang tàn. Hình ảnh những em nhỏ đi chân trần, trên người chỉ có một manh áo mỏng ám ảnh tôi đến tận bây giờ, cô Huyền chia sẻ. Vốn là người có nhiều năm thiện nguyện, cô Huyền đã thành lập câu lạc bộ thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc với 20 thành viên, gắn bó với Mường Lát. Bản thân cô Huyền nhận thấy phải làm một điều gì đó có thể giúp ích bền vững cho bà con Mường Lát.
nhìn cảnh các em học sinh đến trường với nắm cơm bọc trong túi bóng, không có thức ăn, đã gửi lên trong người giáo viên dân tộc mừng ý nghĩa mang đến, cho các em học sinh những bữa cơm có thịt. Cô suy nghĩ, ăn đủ no, ngủ đủ giấc sẽ giúp cho các em nhỏ học tập tốt hơn, sau này sẽ xây dựng được tương lai tốt đẹp hơn. Cô Huyền cùng các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện tìm cách kết nối với các mạnh thường quân, kêu gọi mọi người giúp đỡ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho các em nhỏ ở huyện Mường Lát. Điểm đến đầu tiên của là hai bản cánh cổng và cái dáng nằm ở vùng đặc biệt khó khăn của xã Trung Lý. Đến tháng 9 năm 2022, dự án cùng nhau nuôi em Mường Lát được câu lạc bộ thiện nguyện Hiến máu Ngọc Lạc và đoàn khối Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, huyện đoàn Mường Lát phối hợp tổ chức. Dự án được tổ chức với mục đích tìm được người nuôi những em nhỏ. Theo đó, mỗi em nhỏ sẽ được tạo một mã số và được nhận nuôi bởi các nhà hảo tâm. Mỗi suất ăn của các em sẽ được hỗ trợ thêm khoảng 7.500 đồng, mức hỗ trợ mỗi em khoảng 150.000 đồng mỗi tháng, và duy trì trong suốt khoảng thời gian các em đến trường. Khởi đầu dự án được tổ chức tại 3 điểm trường, điểm ón, điểm lát trường tiểu học Tạm Trung, và điểm ón mầm non Tam Trung với 70 cháu. Cô Huyền cho biết, lúc mới bắt đầu triển khai, dự án đã tìm hiểu và khảo sát ở các điểm trường, 100% điểm trường lẻ tại Mường Lát vào thời gian đó, chưa ăn bán trú nên cơ sở vật chất hầu như là con số 0. Các em đều thiếu thốn những vật dụng sinh hoạt cơ bản nhất để sinh hoạt bán trú, nên dự án đã vận động quyên góp từ những vật dụng nhỏ nhất, như thìa, bát, chậu, đến những công trình lớn hơn như giếng nước, bếp ăn tại các điểm trường. Cô Huyền kể tính đến nay, dự án cùng nhau nuôi em Mường Lát đã hoạt động được gần 5 năm, với số tiền kêu gọi quyên góp lên tới gần 20 tỷ đồng. Niềm vui lớn nhất những mạnh thường quân và các thành viên trong câu lạc bộ chính là được nhìn thấy các em từng ngày đến trường, ăn những bữa ăn ngon, đảm bảo vệ sinh, có những bộ quần áo lành lặn để mặc, và được khoác trên mình chiếc áo ấm khi trời trở lạnh. Chúng tôi luôn mong mỏi các em sẽ có được điều kiện tốt hơn, để đến trường học con chữ, nuôi ước mong một ngày nào đó sẽ cất cánh bay lên thay đổi cuộc đời. Riêng về phần mình, chúng tôi luôn dặn lòng phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong vai trò người kết nối, để có nhiều hơn những em nhỏ tại vùng đất nghèo Ngọc Lặc, Mường Lát có cơ hội được đến trường một cách trọn vẹn. Cô giáo Phạm Thanh Huyền bày tỏ, sau một thời gian triển khai, dự án cùng nhau nuôi em Mường Lát đã đem đến cho những em nhỏ vùng biên Mường Lát những điều kiện sinh hoạt tại trường tốt hơn. Việc ăn uống của các em được đảm bảo về sức khỏe, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm và phụ huynh cũng yên tâm hơn khi cho con đến trường. Hiện nay câu lạc bộ thiện nguyện Hiến máu Ngọc Lặc đã thu hút hơn 100 tình nguyện viên tham gia và có nhiều hoạt động công tác xã hội ý nghĩa. Thưa quý vị, mặc dù ngành du lịch của Trung Quốc ngày càng cởi mở hơn, khách quốc tế có thể đến tham quan nhiều danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, có một số địa điểm ở Trung Quốc vẫn nằm ngoài tầm với của người nước ngoài, chỉ mở cửa cho dân bản xứ. Dưới đây là 5 địa điểm mà Trung Quốc không muốn chia sẻ cho quốc tế, liệu chúng chứa đựng nhiều điều bí ẩn chăng? 1. Nam Y Câu được mệnh danh là Tiểu Giang Nam, trên cao nguyên, nơi bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới màu xanh ở nơi cao nhất trên trái đất. Bạn cũng biết miền Giang Nam của Trung Quốc rồi đấy. Khu vực này sở hữu những cổ trấn tuyệt đẹp, vừa cổ kính vừa nên thơ. Len lỏi vào các cổ trấn là những dòng sông êm đềm, trữ tình. Đây chính là nơi sinh ra nhiều thi nhân và tài tử nhất Trung Quốc. Nam Y Câu được ví như một Giang Nam, thu nhỏ nên cảnh sắc nơi đây chắc chắn không thể tầm thường. Nam Y Câu tọa lạc trên độ cao trung bình 2.500m, là một trong vô số thung lũng đẹp trên dãy Himalaya, còn được gọi là Tây Tạng Dược Vương. Tương truyền rằng ông tổ của y học Tây Tạng, Vũ Thỏa Vân Đan Hiến Bố, Yêu Ác Dung Tang Gompo, từng ở đây hành y và dạy học, là khởi nguyên của văn hóa y học Tây Tạng thần bí. Nam Y Câu sở hữu một cánh rừng nguyên sinh được bảo tồn hoàn chỉnh nhất cho đến hiện tại, và cũng là nơi định cư của người Lô Ba, một nhóm người pha trộn giữa các bộ lạc thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Miến. 2. Núi Lão Quân đi khắp nhân gian thưởng mỹ thực, ngoạn cảnh thiên hạ. Bình minh, hoàng hôn, biển mây, bầu trời đầy sao và cảnh tuyết trắng. Đây là bữa tiệc thị giác chỉ có ở núi Lão Quân. Tọa lạc lại thành phố Lạc Dương, trên núi Lão Quân thật sự tồn tại thiên cung trên mây, khiến người đời không khỏi trầm trồ. Thiên cung trên núi Lão Quân có lịch sử hơn 2.000 năm. Là ngọn núi có lịch sử lâu đời nhất trong đạo giáo. Theo truyền thuyết, người sáng lập ra đạo giáo là Lão Tử đã từng tu hành ở đây. Cửu Thanh Ngưu Trâu Xanh, vượt hàm quang, Lão Tử đắc đạo trên núi Lão Quân, Đạo Đức Kinh Văn Tự 5.000 từ. Núi Lão Quân trước đây miễn phí vé vào cổng những người có họ Trương và Lý. Vì Lão Tử và các đệ tử thân tín của ông đã tu hành ở đây, nên đã thực hiện chính sách miễn phí cho con cháu của hai họ này.
nhưng đến nay, chính sách này đã không còn hiệu lực. Đỉnh Ngọc Hoàng trên núi Lão Quân được du khách gọi là Thiên Cung trên mây, cao 2.217 mét. Du khách đến núi Lão Quân đều hết lời khen ngợi, cho rằng đây là chốn bồng lai tiên cảnh, nếu may mắn còn được chiêm ngưỡng Phật quang, hiện tượng mặt trời mọc chiếu tia sáng đầu tiên và tượng Phật trong đỉnh Ngọc Hoàng. 3. Hẻm núi lớn Đại Độ Hà. Hẻm núi Đại Độ Hà, hay còn gọi là Kim Khẩu, là vết sẹo đẹp nhất trên đất liền của Trung Quốc, là một trong 10 hẻm núi đẹp nhất do Địa lý Quốc gia Trung Quốc bình chọn. Nơi đây tọa lạc tại quận Kim Khẩu Hà thuộc thành phố Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tổng chiều dài của hẻm núi là 26 km, và độ sâu lên tới 2.600. Những đỉnh núi kỳ lạ nhô ra hai bên hẻm núi, nhấp nhô trập trùng, liên tục xuyên suốt chiều dài Đại Độ Hà. Ngày nay, hẻm núi lớn Đại Độ Hà là điểm du lịch cấp 4A của Trung Quốc, đón vô số khách du lịch mỗi năm. Song, điểm tham quan này chỉ mở cửa cho người bản xứ và hoàn toàn miễn phí. 4. Sát Đạt. Huyện Sát Đạt nằm ở phía tây bắc của châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, Tứ Xuyên, ở phía đông nam của cao nguyên Thanh Tạng. Đây là khu vực cư trú của dân tộc Tạng ở Cam Tư, nơi tọa lạc độ cao lớn nhất so với mực nước biển, khí hậu lạnh nhất và điều kiện tự nhiên tồi tệ nhất trong khu vực. Cao nguyên có phong cảnh tuyệt đẹp. Các ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng tập trung tương đối nhiều và đều là những ngôi chùa thuộc phái Hồng Môn. Đứng ở trên cao, bạn có thể chiêm ngưỡng những ngôi nhà màu đỏ bất tận, như thể bước vào thế giới màu đỏ ảo mộng. Nơi đây chính là nơi tụ tập người tu hành nhiều nhất Trung Quốc, đặc biệt là tăng nhân nữ giới. 5. Thần Nông Giá. Thần Nông Giá có một sức quyến rũ lạ thường. Vĩ độ 30 độ Bắc huyền diệu ẩn giấu con thuyền của Noah, phiên bản Trung Quốc, còn được gọi là nóc nhà của Trung Quốc. Nơi đây có sông núi đan xen, đỉnh núi nhấp nhô nối tiếp nhau, rừng cây trải dài bạt ngàn, hồ nước rải rác, như thể tập trung hết 80% cảnh đẹp của Trung Quốc. Đỉnh Thần Nông, núi Quang Môn, hồ Đại Cửu, Nông Đàn, cầu Thiên Sinh, dường như chỉ cần tùy ý lấy một cái tên thuộc Thần Nông Giá, cũng đều có mặt trong tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc. Đây là thiên đường của bảo vật quốc gia Trung Quốc, loài khỉ mũi hách, cũng là quê hương của gấu trúc. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.